Trời, ảnh cái kiểu mà nhìn rất là smart, hơi nerdy một xíu, xong rồi còn down to earth, xong rồi còn hơi reserved nữa. Trời ơi, làm mình kiểu anh ơi, wow. Chào mọi người, mình là Lan Hương từ Bản Đồn đây. Thì kể cho mọi người nghe, tự nhiên hôm nay tới trung tâm á, tự nhiên ai cũng bắt đầu kêu người ấy là ai, xong lên Facebook cũng người ấy là ai, xong tự nhiên mình cảm giác mình cứ như mình là người tiền sử đó mọi người. Thế là mình bắt đầu không chịu khuất phục và mình bắt đầu mình google thử, và hóa ra nó là một cái show và mình đã coi thử một tập. Và mọi người ơi, coi xong hồi không hiểu sao nhìn lại đồng hồ 2 giờ sáng luôn mọi người. Và mình phải thực sự là nói là đây là một cái show mà khá là nó là hay nhất từ đó giờ mình đã từng coi luôn á. Và mình nghĩ lại thì sẽ có ba cái lý do khiến nó hay đến mức như thế. Rồi, cái lý do đầu tiên á, là đó chính là cái dàn trai đẹp cực phẩm. Thì thường á, thấy một cái show mà có trai đẹp là một cái bonus point rồi đúng không mọi người? Mà tự nhiên bây giờ á, trai nào đa dạng các anh mà anh nào cũng đúng cái taste của mình nữa. Trời ơi, đúng là của từ trời ban vậy đó. Ví dụ như là có No Way nè mọi người, đúng là chắc là làm mình head over heel luôn á. Chào em, anh tên là Nguyễn Vũ Long và mọi người thường gọi anh với nickname là No Way. Trời, ảnh cái kiểu mà nhìn rất là smart, hơi nerdy một xíu, xong rồi còn down to earth, xong rồi còn hơi reserved nữa. Trời ơi, làm mình kiểu anh ơi, wow. Nhưng mà nói đến No Way thì mình lại nhớ đến một cái anh khác nữa là Juropo thì phải. Nhưng mà có điều anh này á, thì lại cái gu nó hơi childlike nè, xong rồi còn theo kiểu hơi hyperactive một xíu. Là mình cảm giác tưởng tượng khi mà đi hẹn hò với anh này giống như mình là người chị lớn gì đó, giống vậy. Trời ơi, hoặc là nếu không phải gu bạn đúng không thì còn nhiều nữa, chẳng hạn như những cái style tổng tài bá đạo nè, chẳng hạn như có Matt Liu hay là Tống Đông Khuê. Trời ơi, nhìn vô mấy anh đúng kiểu có tiền xong rồi sugar daddy. Càng khó khăn thì càng kích thích, càng thử thách thì càng đáng chinh phục, và em chính là thử thách xứng đáng nhất của anh. Nhưng mà nhìn chung hai mấy anh này thường có kiểu là giống như là hơi sporty, adventurous, nhưng mà mình cảm giác là hơi intimidating cho mình quá, thế nên No Way vẫn là chân ái. Yes. Ok, thì đó là cái lý do đầu tiên. Nhưng mà cái show này không chỉ ngừng ở đó mọi người, show trai đẹp thì quá bình thường rồi, mà cái điểm sáng ở chương trình này đó chính là lý do thứ hai, những cái dàn cố vấn cực kỳ tận tâm. Thì đi vô á, khách mời mỗi tập sẽ khác nhau, nhưng mà nhìn điểm chung á, thì mọi người rất là devoted và cố vấn và giúp đỡ nữ chính trong việc đưa ra lựa chọn. Chẳng hạn như là, mà đồng thời á, cũng rất là tấu hài đó mọi người. Như những tập mà có dàn hoa châm bụt, trời tấu hài rất là, những cái lần mà họ chanting hay là bắt đầu hát hò rất là hài. Cũng như là những lần Hương Giang á, chị bắt đầu chỉ be ra, xong chị bắt đầu edgy đi cà khịa mọi người. Anh là ai? Này là anh gì ơi, anh gì ơi. Nhưng mà có điều á, cái điểm sáng là không chỉ hài không mọi người, mà nó có sự pha lẫn rất là balance với những cái lúc mà rất là cảm động. Ví dụ như là những lúc mà Trấn Thành giận á, pour his heart out luôn mọi người. Những cái nói chung là sao touching moments vậy đó, nó balance, nó vừa xúc động nhưng lại vừa hài nữa. Thế nên là khi mà mình coi cái show này mình cảm giác như một cái roller coaster vậy đó mọi người, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Ok, nhưng mà còn một điều nữa, show không chỉ dừng ở lại đâu mọi người, đó chính là những cái cú plot twist lộn ngược dòng mà bẻ lái không ai ngờ luôn. Những phút chẳng hạn như là cuối giờ luôn rồi, 90 luôn rồi, tưởng là chốt kèo nữ chính về với nam chính, ai ngờ hóa ra là một couple homosexual come out. What? Oh my gosh, không ngờ luôn. Rồi những cái lúc mà rất là bỡ ngỡ mà không, giống như là hụt hẫng luôn mọi người, tại vì chị nữ chính bắt đầu chọn chúng mấy anh mà đã có chủ á, rất là buồn. Nhưng mà vẫn bù lại là tự nhiên có một anh khác thí sinh bị loại lên trên mới kêu là anh đợi em ở ngoài bãi đỗ xe, xong mình kiểu kết thúc có hậu cực kỳ là happy ending luôn mọi người. Thế nên là ở đây là mình phải thấy là một cái credit rất là lớn cho cái nhà sản xuất á, rất là biết các kiểu như là play with the viewers emotion vậy đó, kiểu như là đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống. Thì nói tóm lại là sao, đó chính là ba cái lý do mà khiến cho mình coi và mình cảm thấy bị nghiện và bị ghiền luôn đó. Và mình nghĩ đó cũng chính là ba cái thứ mà khiến cho nó đã trở thành một trong những cái show mà đắt giá nhất ở Việt Nam hiện nay. Thứ nhất là gì? Trời ơi, dàn trai đẹp từ baby cho đến hot boy tổng tài sugar daddy, hay là những cái dàn mà cố vấn tận tâm. Trời ơi, vừa có tâm mà vừa tấu hài. Cuối cùng là những cú plot twist mà khiến mình luôn là keep cái viewer on the edge luôn đó mọi người. Trời ơi, thì nói chung á, miễn mạng một hành trình tuyệt vời. Ok, và đó là tất cả trong cái phần review về chương trình Người ấy là ai. Trước khi kết thúc video này thì chúng ta hãy cùng điểm lại những gương mặt sáng giá nhất trong season 3 vừa rồi của Người ấy là ai nha. Các bạn hãy comment bên dưới ai là người chân ái nhất trong các bạn. Của mình cũng là anh No Way.